Trong năm 2020 và đầu năm 2021, học trực tuyến đã thực sự bùng nổ và ngày càng được quan tâm nhiều hơn nữa. Do đó, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã hợp tác với các đơn vị thực hiện triển khai hệ thống phần mềm học trực tuyến hiệu quả thông qua nền tảng ứng dụng Wicom. Một trong những điểm đặc biệt của ứng dụng Wicom chính là việc được tích hợp công nghệ AI với tính năng thay đổi phông nền, giúp việc học trực tuyến trở nên sinh động và trực quan hơn. Với tính năng này, giáo viên và người học ở những nơi khác nhau cũng có thể tham gia trên một khung hình và tương tác trực tiếp như đang ở cùng một nơi. Trong quá trình giảng dạy, giáo viên được toàn quyền quản lý học sinh, sinh viên. Với các chức năng và công cụ dạy học hiệu quả như tương tác hai chiều, chia sẻ tập tin, phiên dịch song song hay đặt lịch hẹn và thông báo khi có lớp học. Bây giờ mình có thể chạy trên iPhone được, có thể trên Android được. Mình có thể chạy trên các máy tính bình thường, ví dụ như cái máy Windows cỡ 800 đô la, 1000 đô la là chạy được hết rồi. Đó, thì mà không cần những cái máy đắt tiền. Wicom là hệ thống công nghệ do doanh nghiệp Việt Nam phát triển và vận hành, đem lại tương tác hai chiều linh hoạt với sức chứa lên đến hàng ngàn người tham gia cùng lúc nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng hình ảnh và âm thanh. Hiện tại, ứng dụng tương thích với mọi thiết bị và hệ điều hành thông dụng như iOS, Android, macOS, Windows. Hiện nay, Wicom đang được chia sẻ, cho phép sử dụng miễn phí trong thời gian một năm khi đăng ký thông qua Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ.